Vậy là đã đến ngày mình phải đưa ra quyết định quan trọng rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa. Mình phải giảm cân. Bảy ba phẩy bảy kg. Mình thì rất là khát khao ở mức 68 kg thôi. Tuy nhiên thì bản thân mình chưa từng trải qua một hành trình tự kỷ luật bản thân để giảm cân một xíu nào cả. Mình cứ ăn theo ý muốn, uống theo ý muốn, ngủ theo ý muốn. Còn bây giờ thì thôi, bữa sáng tạm biệt mì, tạm biệt cả cơm rang, tạm biệt cả coca nữa nhá. Cá nhân mình không thể chấp nhận cái bụng tròn vo kia được, mặc dù đó là cái bụng rất là thuận tự nhiên. Tuần này thì bà nội mình về quê rồi, nên không ai nấu bữa sáng nữa. Và mình cũng không phải ở trạng thái là nể bủ, nên bắt buộc sẽ ăn bữa sáng do bủ nấu nữa các bạn ạ. Mình lại đóng vai trò là người nội trợ trong gia đình cơ. Bởi vì dịp hè này rất nhiều các con cháu ở quê xuống chơi, nên ăn món gì là do mình quyết định. Buổi sáng đơn giản chỉ cần uống thôi, rồi đi có việc này. Hôm nay hai vợ chồng mình đi khai trương một cái văn phòng đại diện của một bạn học trò kèm một năm. Khi đến nơi thì mọi người cũng rất là đông đủ rồi, chương trình đang diễn ra, nên hai thầy trò vào văn phòng riêng của bạn ấy để xem cách trang trí, rồi xem cái bầu không khí ở trong đấy như thế nào. Thực sự rất là mừng các bạn ạ. Mỗi khi mà nhìn thấy một học trò mà mình đồng hành có những bước tiến như thế này, cảm giác cứ như là giống như thành tựu của mình vậy, sung sướng lắm. Càng nhìn lại bản thân mình càng cảm thấy mình cần phải giảm nhanh hơn nữa các bạn ạ. Giả sử như cái bụng kia nhỏ hơn một xíu nữa đi, giả sử cân nặng của mình giảm khoảng 4 kg nữa thôi, thì chắc chắn rằng mặc quần áo nó sẽ còn body nữa, nhìn còn handsome đẹp trai vô cùng nữa các bạn nhỉ. Hôm nay là ngày đầu tiên nên cảm giác cứ bị đói. Không sao cả, trên xe đã trữ sẵn bơ rồi, làm khoảng tầm nửa quả bơ này. Thực ra thực đơn ấy thì chỉ là được 1/4 thôi, nhưng hôm nay thì hơi phá lệ một xíu để lấy sức đi khai trương tiếp này. Cũng là một học trò mình đồng hành một năm, bạn ấy hôm nay khai trương ở tận Đông Anh cơ. Thầy cố gắng, thầy cố gắng thôi. 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 Thầy cố gắng thôi.